chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, hợp vía thần tài, nổ lộc làm ăn trúng lớn, trúng số tiền tỷ, giàu hết phần thiên hạ, đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thân mến, mới đây nhất, khi xem vận mệnh của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, các bậc thầy tử vi cho biết, bước sang năm tháng cuối năm 2024, anh chị tuổi Giáp Tý sẽ đón nhận thiên mệnh đổi vận sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn sung sướng hết phần thiên hạ. Vậy vận trình của người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ diễn biến ra sao trong năm tháng cuối năm 2024 này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi chia sẻ chi tiết ngay sau đây. Xét tổng quan vận trình tử vi năm tháng cuối năm 2024 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Bước vào năm tháng cuối năm 2024, vận trình của tuổi Giáp Tý có khởi sắc trông thấy. So với đầu năm, sự nghiệp của bản mệnh có những điểm sáng đáng kể. Trong năm tháng cuối năm 2024, cơ hội đến không ít, nhưng có nắm bắt được hay không và phát huy tới đâu lại còn phụ thuộc vào bạn. Chỉ cần Giáp Tý tập trung phát triển lợi thế của bản thân và có sự tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn Giáp Tý sẽ gặt hái được không ít thành tựu. Diễn biến tài lộc năm tháng cuối năm sẽ có nhiều tín hiệu tích cực, nhờ hàng loạt tài tinh chiếu mệnh, việc kiếm tiền khá suôn sẻ. Bản mệnh cũng được người giúp đỡ nên làm ăn có lãi, dù vậy nhưng vẫn nên chú ý tâm trạng thất thường, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà nóng nảy, cáu gắt kẻ phá hỏng các mối hợp tác đang có lợi, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Gia đạo ít có biến động lớn, mối quan hệ đôi lứa và vợ chồng bình lặng, ít sóng gió, đó cũng có thể coi là một điều đáng mừng. Trong năm cuối phạm tam tai, lại có một vài hung tinh tác động xấu đến sức khỏe, tuổi Giáp Tý vẫn nên chú ý chăm sóc cơ thể, cẩn thận rèn luyện tùy sức, sinh hoạt khoa học và điều độ để gìn giữ sức khỏe. Bên cạnh đó, Giáp Tý cũng nên chú ý khi đi lại, tránh va vấp gây tai nạn. Sau đây là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong năm tháng cuối năm 2024, xét về vận trình sự nghiệp của tuổi Giáp Tý cho thấy, các khí từ tam hợp cục cho thấy, người tuổi Giáp Tý sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp vào năm tháng cuối năm 2024. Có nhiều cải thiện rõ rệt, nhưng bên cạnh đó vẫn không thể không chuẩn bị cho cả những thách thức mà Giáp Tý sẽ phải đối mặt. Đừng quên cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị. Khi Giáp Tý đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những thách thức, cạnh tranh có thể xảy ra, sẽ chẳng có gì có thể làm khó được bạn. Bằng chính nỗ lực của mình, con giáp này có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn hơn nữa. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quý nhân. Tuy nhiên, dù đã là năm cuối, nhưng ảnh hưởng của tam tai vẫn còn đó, nhắc nhở Giáp Tý chớ nên tự tin quá mà tự làm hại bản thân. Sự chủ quan có thể khiến bạn trả giá đắt, nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc, nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ hoặc khi được trao trọng trách mới. Nhưng Giáp Tý lại suy nghĩ quá đơn giản, thiếu sự học hỏi mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan, sẽ dễ thất bại do thiếu kinh nghiệm. Một số người làm công ăn lương có thể đã quá quen với sự ổn định nên ngại thử thách, thiếu tính đột phá. Cho dù cơ hội vẫn đang đợi bạn khám phá, Giáp Tý nên mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cách nghĩ, mở rộng tầm nhìn. Miễn là Giáp Tý làm việc chăm chỉ thì có thể đạt được thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng cần quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử, chớ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của công ty và người khác. Những người trong giai đoạn tìm việc có thể sẽ tìm được công việc ưng ý, hòa nhập môi trường mới nhanh chóng. Ở giai đoạn bắt đầu này, Giáp Tý sẽ cần phải thực tế hơn, tích cực học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu, thì tháng ngày sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với Giáp Tý. Nhìn chung,
năm tháng cuối năm 2024 này vẫn sẽ thử thách lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu ngoan cường của tuổi Giáp Tý. Chỉ cần Giáp Tý không ngại gian khổ và bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt, sự nghiệp của Giáp Tý sẽ dần tươi sáng hơn và sẽ phát triển rất tốt vào cuối năm 2024. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Tý cho thấy, về phương diện tài lộc, tài khí của bản mệnh đặc biệt lý tưởng, càng chăm chỉ, càng xông xáo làm ăn thì càng dễ thu được nhiều món lợi. Nhờ có được cả hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, Giáp Tý có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ, đúng lúc, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Theo đó, Giáp Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao, nghề tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm về cho Giáp Tý một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà Giáp Tý đã dành công sức vun vén bấy lâu. Do đó, Giáp Tý nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó, đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nảy, cáo giận, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người, tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng, bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm. Tử vi năm tháng cuối năm 2024 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Giáp Tý cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi, không nên tiêu trước trả sau kẻo lao đao. Đồng thời, Giáp Tý có thể chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để tăng thu nhập cho bản thân. Đặc biệt, trong cuối năm nay, nên tập trung làm ăn theo định hướng của bản thân, không nên chạy theo xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm. Chớ nghe lời rủ rê đầu tư hay đứng ra vay mượn, đứng tên thay người khác, cẩn thận vướng vào dòng lao lý. Trong các mối quan hệ, dù có thân thiết đến đâu cũng cần có sự đề phòng kẻo bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Xét về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Giáp Tý trong năm tháng cuối năm 2024, về phương diện sức khỏe cho thấy, bản mệnh vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng năm cuối tam tai, lại có các hung tinh bạch hổ và ngũ quỷ tác động, tình hình sức khỏe của Giáp Tý vẫn có nhiều điều phải lưu tâm. Mặc dù thể chất của đa số người tuổi Giáp Tý khá lý tưởng, nhưng khó tránh một vài triệu chứng khó chịu, tuy có thể chỉ là bệnh vặt, nhưng cứ chủ quan để bệnh kéo dài vẫn có thể gây nguy hiểm. Thời điểm cuối năm là giai đoạn khá bận rộn với con giáp này, khối lượng và cả áp lực công việc tăng cao, đôi khi còn phải đi công tác hay tăng ca, càng làm gia tăng áp lực lên cơ thể. Nếu lúc này bạn không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khiến cơ thể quá tải, sức đề kháng suy giảm, ủ bệnh dai dẳng lâu ngày mới khỏi hoặc dẫn đến các bệnh mãn tính. Vì vậy trong năm tháng cuối năm 2024, người tuổi Giáp Tý cần chú ý cân bằng thời gian giữa làm việc và nghỉ ngơi, tăng cường ý thức phòng ngừa bệnh tật, vận động thể dục thể thao phù hợp, ăn uống ngủ nghỉ điều độ và khoa học. Đặc biệt là vào mùa đông, thân thể dễ bị khó chịu, cần tăng cường bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh theo mùa. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Nhìn chung, vận trình tình duyên của người tuổi Giáp Tý sẽ tương đối suôn sẻ vào năm tháng cuối năm 2024. Mối quan hệ đôi lứa hay vợ chồng ít sóng gió, đôi khi có đôi chút bình lặng, nhưng đó cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Các cặp vợ chồng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc cho con cái. Đôi khi bản mệnh có phần mải mê với công việc mà bỏ bên gia đình. Đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia, cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, Giáp Tý cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thế hệ. Sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này, nhiều khó khăn ập đến ở phương diện sự nghiệp, đòi hỏi tuổi Giáp Tý phải gồng mình ứng phó. Nếu bạn có ý định bỏ cuộc giữa chừng thì chỉ khiến công lao đổ sông đổ bể, kẻ xấu đắc trí mà thôi. Dưới ảnh hưởng tiêu cực của cục diện tương phá, dấu hiệu kẻ tiểu nhân xuất hiện đã quá rõ ràng,
Con giáp này cần phải cẩn thận với những đối tượng tiếp cận mình. Càng là những kẻ nói lời hay ý đẹp thì lại càng dễ đâm sau lưng bạn. Tốt nhất bản mệnh hãy tập trung làm cho tốt các nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng, tránh hành xử thiếu suy nghĩ, đắc tội với người khác lúc nào không hay. Khi trong tập thể xảy ra vấn đề lục đục nội bộ, bạn cũng cần hành xử một cách lý trí, không nên đề cao ý kiến bản thân, hạ thấp quan điểm của người khác. Hãy học cách nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho công việc. Tháng này, nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng dễ khiến cho một số người tuổi Giáp Tý đánh mất định hướng của mình. Khi cảm thấy mù mờ về tương lai, bạn có thể tâm sự với những người đáng tin cậy. Đối phương chắc chắn sẽ chỉ cho bạn những định hướng phù hợp. Đừng nên giấu những suy tư ở trong lòng rồi hành xử theo cảm tính, bạn sẽ rất dễ vướng vào rắc rối. Xét về phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc của tuổi Giáp Tý trong tháng 8 âm lịch này cũng khó có dấu hiệu khởi sắc. Đây là thời điểm bạn cần chú trọng giữ chặt số tiền mình có trong tay, chứ không phải là ham đầu tư mạo hiểm, dẫn đến cảnh phá sản trắng tay. Cục diện tương phá sẽ đem tới nhiều kẻ tiểu nhân hoặc đối thủ đáng gờm, khiến bản mệnh phải cạnh tranh sức đầu mẻ trán. Nếu đó là cạnh tranh lành mạnh, bạn cần cố gắng hết sức mình, dù hơi mệt mỏi một chút, song bạn sẽ dần dần tìm ra điểm mạnh của mình và có hướng phát triển phù hợp. Còn nếu thấy dấu hiệu của cạnh tranh không lành mạnh, con giáp này cần cẩn thận trong từng đường đi nước bước, tránh xa vào cái bẫy kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Hãy luôn nhìn nhận rõ thực tế trước mắt cũng như năng lực của bản thân mình. Đừng ham làm giàu nhanh, đừng ham thắng thế đến mức làm những hành vi trái pháp luật. Với người làm công ăn lương, có lẽ bạn phải tốn thời gian để giải quyết rắc rối nên các kế hoạch chưa tiến triển được như dự định. Việc lương thưởng dậm chân tại chỗ cũng là đương nhiên. Tuy nhiên, tháng này vẫn còn có các tinh thiên đức chiếu mệnh, tuổi Giáp Tý có trách nhiệm với công việc được giao. Không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân thì vẫn sẽ được lãnh đạo giao cho trọng trách, là bàn đạp để thăng chức tăng lương. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Phương diện tình cảm có lẽ là một trong những điểm sáng đáng chú ý trong vận trình tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Tý. Nhờ mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp mà bạn không còn cảm thấy quá tiêu cực khi nghĩ về tương lai, thậm chí nhờ đó mà con giáp này tìm được động lực để tiến về phía trước. Tháng này có ngũ hành tương sinh, khiến cho vợ chồng bạn ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Tất nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc va chạm, song hai người không lấy đó làm buồn rầu hay oán trách nhau. Ngược lại, sau mỗi tranh cãi là một lần đôi bên lại thêm hiểu về nhau, từ đó tự điều chỉnh hành vi của mình để dung hòa với đối phương. Nếu gặp phải khó khăn trong công việc, bạn nên tâm sự với người ấy để đôi bên cùng trao đổi và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Thậm chí, dù người ấy không thể đưa ra giải pháp cho bạn, thì cũng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, bớt áp lực hơn. Với người còn độc thân, bản mệnh có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ thái độ tích cực khi tiếp xúc với mọi người để không bỏ lỡ các mối lương duyên một cách đáng tiếc. Mới đầu, đôi bên có thể thấy hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc với nhau, song nếu đã trò chuyện lâu, bạn sẽ nhận thấy những điểm hay, điểm tốt của đối phương. Xét về phương diện sức khỏe. Điều đáng mừng với tuổi Giáp Tý tháng này là dù có nhiều sự việc xảy ra, song sức khỏe của bạn lại không phải chịu ảnh hưởng nào quá lớn. Bạn hãy khuyến khích bản thân tiếp tục suy nghĩ tích cực, lạc quan, rồi khó khăn nào cũng sẽ trôi qua mà thôi. Bên cạnh đó, nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn nên tham gia thêm vào các hoạt động thể thao, hoạt động tập thể. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh, mà còn giúp bạn tạo thêm được các mối quan hệ xã giao, thậm chí gặp gỡ quý nhân của mình. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này, tuổi Giáp Tý thường quá xa đà vào chuyện ăn chơi, hưởng thụ. Do có nguyệt lệnh lâm thai tác động, bản mệnh khó có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình. Thường xuyên bị phân tán vào những vấn đề khác nhau, thái độ lơ là, thờ ơ có thể khiến bạn phạm phải những lỗi sai không đáng có, gây thêm phiền phức cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân mình tập trung cố gắng hơn, nếu không thì bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí tạo cơ hội để mọi người xung quanh vượt qua mình. Bản mệnh cũng cần chú ý hơn tới việc kết giao với bạn bè, đồng nghiệp, đừng nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, dụ dỗ của những người mình không thực sự quen biết. Họ
Họ có thể là kẻ xấu muốn đẩy bạn vào những cái bẫy đã được giăng sẵn từ trước đó. Trong tháng có thiên cẩu hung tinh xuất hiện, bản mệnh cũng cần phải hạn chế cái tính nóng nảy bột chột của mình khi vướng phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Bạn hãy chú ý cách ăn nói hành xử, nếu không muốn vướng phải chuyện tranh chấp, thị phi, mà nghiêm trọng còn có thể dẫn tới kiện tụng. Dù tháng này có nhiều khó khăn cần phải vượt qua, song con giáp này cũng không nên quá bi quan hoặc thờ ơ bỏ mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Trên thực tế, bạn vẫn nhận được sự trợ giúp của các tinh tả phù để chống đỡ xui xẻo do các hung tinh mang lại. Chỉ cần tuổi Giáp Tý chấn chỉnh bản thân, nghiêm túc làm việc thì sẽ hạn chế được sai sót, thậm chí biến thách thức thành cơ hội, khiến lãnh đạo nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Xét về phương diện tài lộc, tháng này tình hình tài lộc của tuổi Giáp Tý chưa có nhiều biến động, chủ yếu là bởi bản mệnh thực sự tập trung, chưa có quyết tâm làm giàu. Cục diện nguyệt lệnh lâm thai khiến bạn thường quan tâm đến nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống, chưa xác định được hướng đi đúng đắn cho mình. Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu một công việc nhưng lại dễ cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ để bắt đầu một nhiệm vụ khác. Chuyện chi tiêu cũng là một trong những yếu tố chính tác động đến tình hình tài chính của con giáp này. Bản mệnh thường thích chạy theo những nhu cầu phù phiếm, thích vui chơi, hưởng lạc, nên tiền bạc vốn đã không có nhiều, nay lại càng dễ dàng chảy khỏi túi. Bạn cần biết trong túi mình có bao nhiêu tiền trước khi mở hầu bao, đồng thời phải luôn tự nhắc nhở bản thân sống tiết kiệm thì mới không rơi vào cảnh phải chạy dạy dây mượn người này người khác. Người làm đầu tư kinh doanh tháng này cũng trở nên dễ dàng tin tưởng vào người khác. Nếu có ai đó rủ rê bạn đầu tư những khoản thu lời lớn, thì tốt nhất bạn nên cân nhắc cẩn thận, hãy lường trước những khó khăn, bất trắc mà mình gặp phải trước khi quyết định rót vốn làm ăn. Thiên cẩu hung tinh cũng khuyên tuổi Giáp Tý chớ nên nóng nảy mà đẩy bản thân vào chuyện mâu thuẫn thị phi với bạn bè, đồng nghiệp hoặc đối tác. Những chuyện này không chỉ khiến bạn mệt mỏi, tốn thời gian giải quyết mà còn gây hao tài tốn của, ảnh hưởng đến danh tiếng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, chuyện tình cảm của tuổi Giáp Tý trong tháng 9 âm lịch này chưa có nhiều khởi sắc. Dù dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, người độc thân trở nên cởi mở, tự tin hơn trong các mối quan hệ. Bạn thường ham vui nên giữ quan hệ với quá nhiều các đối tượng khác nhau mà không thật lòng với bất kỳ ai cả. Thậm chí thói quen chơi bời phóng đãng còn khiến cho con giáp này vướng phải những chuyện phức tạp, khiến người khác có cái nhìn xấu về bạn. Muốn tìm được một người thật lòng với mình, bản mệnh cũng cần phải đối xử chân thành với người khác. Nếu bạn cứ mãi giữ tâm lý vui chơi qua đường thì sẽ chẳng ai có thể tin tưởng, dành tình cảm chân thành cho bạn. Với những người đã lập gia đình, vợ chồng bạn có dấu hiệu đồng sàng dị mộng, hai người cần phải chuyện trò và tâm sự với nhau nhiều hơn. Để hóa giải những khúc mắc, không nên giấu mọi chuyện trong lòng, không chia sẻ với người kia rồi lại tự mình nghi ngờ và suy diễn. Ngoài ra, tuổi Giáp Tý cũng cần phải hạn chế các mối quan hệ bên ngoài của mình, đặc biệt không nên quá thân thiết với người khác giới. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với mọi người, đừng để kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình, khiến vợ chồng hoặc con cái mình phải chịu tổn thương. Xét về phương diện sức khỏe, về cơ bản, tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Tý tháng này không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Nhờ tinh thần lạc quan, tích cực, bạn không cảm thấy quá mệt mỏi ngay cả khi phải đối diện với những sự cố bất ngờ trong cuộc sống, trong công việc. Tuy nhiên, dưới tác động của thiên cẩu, con giáp này vẫn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên chơi bời quá độ, khiến cơ thể mệt mỏi. Hãy có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý để cơ thể luôn ở trong trạng thái tốt nhất hàng ngày. Bạn nên sắp xếp một khoảng thời gian cố định cho việc rèn luyện sức khỏe, khiến cơ thể dẻo dai và tinh thần minh mẫn hơn. Hãy chú ý cả chuyện ăn uống và sinh hoạt của mình, chớ nên quá sa đà vào việc hưởng thụ cuộc sống trước mắt. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, tháng này, công việc của tuổi Giáp Tý trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh bứt phá vào quý cuối cùng của năm 2024. Thời điểm này, các nhiệm vụ, kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi với những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến.
Đặc biệt có tam hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của con giáp này hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa. Nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý, nên bên cạnh tuổi Giáp Tý luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt dượng dận. Tiểu nhân vẫn luôn rình rập, nhắc nhở bản mệnh chớ dội đắc ý, hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan, lơ là. Chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn, đúng mực, làm việc chăm chỉ, thì dù có tiểu nhân quấy cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn, sẽ mang lại kết quả tích cực. Xét về phương diện tài lộc, bước sang tháng 10 âm lịch này, tuổi Giáp Tý sẽ đón nhận tin vui về đường tài lộc, được thiên tài trợ mệnh. Nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế của con giáp này được giải quyết. Bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của bạn tiến triển tốt, nên cũng có thể được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải có thời cơ thích hợp. Dù vậy, phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đến từ nghề tay trái hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Kinh doanh, buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này, tuổi Giáp Tý càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ. Ra ngoài không nên mang theo nhiều đồ quý giá kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt. Vì vậy, bạn chớ nên chủ quan, làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tham lam khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc, để tránh một đi không quay trở lại. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, tháng 10 âm lịch này cũng đánh dấu những bước chuyển biến tích cực về nhân duyên và tình cảm của tuổi Giáp Tý. Bách diệt chủ đào qua độ mệnh, con giáp này tha hồ đón tin vui và hỷ khí ngập tràn. Thời cơ sẽ đến, bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy lương duyên. Tháng này không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Tình cảm của người đã lập gia đình ổn định và dạng tròn, vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải. Bạn có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Tý không có gì đáng lo ngại. Trong tháng 10 âm lịch này, bạn hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi. Người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Có thời gian, con giáp này nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch, khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, cũng sẽ giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn. Tuy vậy, thủy khí dượng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của tuổi Giáp Tý cũng sẽ sụt giảm ở phương diện khác, mà cụ thể ở đây là dễ gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, công việc của tuổi Giáp Tý tháng này chưa có nhiều tiến triển lạc quan, nhưng cũng vì vậy mà bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình cố gắng hơn. Chớ vì công việc dậm chân tại chỗ mà bạn trở nên lơ là, được chăng hay chớ. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tử, bản mệnh cũng trở nên thiếu quyết đoán hơn khi đưa ra các quyết định. Bạn thường xuyên lo lắng mình làm như vậy là nên hay không nên, sẽ đem lại tác dụng gì, cũng như có khiến rắc rối nào nảy sinh hay không. Tuy nhiên, chính vì hay lo trước lo sau như vậy mà con giáp này thành ra trần trừ, do dự, nhiều khi để dục mất cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt. Vì con đường công danh sự nghiệp trong tháng 11 âm lịch này không được hanh thông, nên tốt nhất bản mệnh không nên nghĩ đến những cái đích quá xa xôi. Hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, chờ đợi một cơ hội ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Khi gặp phải khó khăn gì trong sự nghiệp, con giáp này cũng không nên giữ mãi trong lòng, tự mình tìm cách giải quyết. Hãy thử chia sẻ, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình để nhanh chóng tìm ra cách khắc phục. Hữu bậc cát tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần tuổi Giáp Tý quyết tâm mà thôi. Nếu trước nay bạn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người,
thì trước sau gì cũng có quý nhân tới giúp đỡ, định hướng cho bạn giải pháp thích hợp. Xét về phương diện tài lộc, tháng này, vận trình tài lộc của tuổi Giáp Tý không có nhiều dấu hiệu phát triển. Nguyệt lệnh Lâm Tử cho thấy, tuy bản mệnh thông minh, nhanh nhạy, nhận biết đâu là thời cơ nhưng lại không có được sự quyết đoán để nắm bắt. Khi đứng trước những cơ hội mới, bạn thường lo lắng mình không đủ năng lực, nên dễ dàng nhường thời cơ cho người khác. Người làm công ăn lương tháng này không có tinh thần làm việc, bản mệnh thường làm việc một cách uể oải, được đến đâu hay đến đấy, nên chất lượng công việc chỉ ở mức đạt yêu cầu, khó có thể gây ấn tượng với ban lãnh đạo. Cũng vì không gặt hái được thành tích nào xuất sắc, nên con giáp này rất ít có cơ hội được thưởng nóng hoặc cất nhắc thăng chức, tăng lương. Thái tuế hung tinh xuất hiện, cảnh báo bản mệnh dù bắt tay vào công việc quen thuộc thế nào đi nữa, cũng chớ nên chủ quan coi thường. Chỉ cần bạn bất cẩn một chút thôi là vẫn có thể để xảy ra những lỗi sai không đáng có, thậm chí phải dùng tiền của mình để đền bù thiệt hại. Hữu bật giúp cho vận trình tài lộc của con giáp này bớt phần ảm đạm, chỉ cần tuổi Giáp Tý cẩn trọng khi đi làm việc, bạn có thể tránh được nhiều nguy cơ tiềm ẩn, thậm chí bạn còn được quý nhân cầm tay chỉ việc, chạm được vào một cơ hội kiếm tiền triển vọng. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, con đường tình duyên của tuổi Giáp Tý trong tháng 11 âm lịch này cũng kém phần thuận lợi. Cuộc sống không thuận lợi khiến bạn cảm thấy buồn phiền, đa sầu, đa cảm, thậm chí đóng cửa trái tim mình, không cho những người thân thiết, chân thành cơ hội quan tâm giúp đỡ mình. Người độc thân cảm thấy quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày, nên không muốn dành thêm thời gian cho bất kỳ ai khác. Chính vì vậy, khi được giới thiệu cho một vài đối tượng, bạn thường tìm cách để từ chối khéo. Với những người đã lập gia đình, bạn và nửa kia thường thiếu sự thấu hiểu, sẻ chia, bản mệnh có nhiều tâm sự, nhưng lại không muốn trò chuyện với người ấy. Chính vì vậy mà tâm lý luôn căng thẳng, mệt mỏi, tình cảm cũng có dấu hiệu xa cách hơn. Khi có những chuyện không thể tâm sự với người thân, bạn cũng nên tìm một đối tượng mình thực sự tin tưởng để chia sẻ nỗi lòng. Con giáp này không nên ôm hết mọi việc vào người, bởi vốn dĩ bạn không hề cô độc, xung quanh vẫn có rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này may mắn là vận trình sức khỏe của tuổi Giáp Tý không có những biến động quá lớn, dù tinh thần có căng thẳng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thể chất. Nếu có lòng quyết tâm, bạn hoàn toàn vẫn có đủ sức lực và khả năng để vượt qua khó khăn, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Điều duy nhất bản mệnh cần chú ý trong khoảng tháng 11 âm lịch này chính là phải cẩn thận khi xuất hành đi xa hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bởi chỉ cần bất cẩn một chút thôi là bạn có thể để xảy ra tai nạn bất ngờ. Tháng này khuyên tuổi Giáp Tý làm việc gì cũng cần giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo, vừa để tránh lỗi sai, vừa để tránh tai nạn. Khi cơ thể mệt mỏi, có dấu hiệu cảnh báo bạn nên nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, phương diện sự nghiệp của tuổi Giáp Tý tháng này được dự báo có bước chuyển biến tích cực khá rõ. Hàng loạt các tinh xuất hiện trong tháng hỗ trợ, bản mệnh có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2024 này. Vận trình tháng chạp này của bạn được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Tháng này, nếu bạn kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, bạn biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Thêm thái dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để con giáp này nắm bắt cơ hội, củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp. Đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh chức tước, càng không nên bỏ lỡ thời cơ này, do đây cũng là tháng cận kề Tết Nguyên Đán, nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên cũng nhờ đó là khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề, không thể thiếu kỹ năng quản lý. Đây là thời gian hợp lý của tuổi Giáp Tý được phô diễn, giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa. Đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ, giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần sẽ được giúp đỡ rất tận tình. Phong độ của con giáp này đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi dòng kìm kẹp của tiểu nhân. Lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được.
Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang tới cho tuổi Giáp Tý sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy, để con giáp này luôn sẵn sàng theo đuổi những nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và gia dấp để đổi lấy kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Xét về phương diện tài lộc, trong tháng cuối năm 2024 này, bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng mềm của bản thân như giao tiếp, nghệ thuật, đàm phán. Tháng này sự nghiệp hanh thông thì không có lý do gì tài chính của tuổi Giáp Tý không tăng tiến. Bản mệnh có nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Thu nhập của bạn được dự đoán sẽ đến từ nhiều nguồn. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh, buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không ít khó khăn, vất vả, nhưng bù lại nỗ lực của con giáp này cũng đem về thành quả xứng đáng khi tài lộc vượng rõ. Với người làm công việc cố định, bên cạnh khoản lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm nhờ những đóng góp của mình trong những tháng trước đó. Nhìn chung, mức thù lao khá lý tưởng. Với người làm kinh doanh, hàng hóa cuối năm dồn dập khiến bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Chỉ cần bản mệnh cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách, thì cuối năm nay lợi nhuận không hề nhỏ chút nào. Tháng này sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho mục đích sắm sửa đón Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, tuổi Giáp Tý nên mua sắm cho hợp lý, chớ nên tiêu hoang trong mấy ngày Tết. Mà bất chấp hậu quả về sau, đừng quên ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Sắm Tết thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, sang tháng chạp năm 2024 này là thời điểm đào hoa nở rộ với cả người độc thân lẫn người đã có gia đình. Sau thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, tình cảm các cặp vợ chồng tuổi Giáp Tý hòa thuận. Những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, bạn có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương, đừng ngần ngại nói thẳng ra để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Bản mệnh chớ nên để mấy ngày Tết mà vợ chồng vẫn hậm hực nhau, sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà. Tháng này nhân duyên cũng đang rộng mở với người độc thân, tuy nhiên có vẻ như thời gian này bạn đang tập trung phần lớn tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp. Cơ hội đến nhưng bạn khá dửng dưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài, nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này sức khỏe của tuổi Giáp Tý ở mức trung bình, bản mệnh không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe. Nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mãi mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, con giáp này càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh. Vào thời điểm này, dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu tuổi Giáp Tý có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, Đức Phật chỉ cách giúp bạn vượt qua khó khăn. Đời là bể khổ, muốn hết khổ, hãy tự cứu lấy mình. Mọi việc luôn có nhân quả, và luật nhân quả không chừa một ai. Trước hết phải hiểu tại sao mình gặp nghịch cảnh. Có ba loại nguyên nhân, đó là vận số đúng thời điểm và thiên thời, địa lợi. Chỉ có tìm ra nguyên nhân thì mới có phương pháp giải quyết đúng đắn, mới có thể thoát khỏi nghịch cảnh càng sớm càng tốt. 1. Ảnh hưởng của vận số chính là vận mệnh. Kỳ thật vận mệnh cùng vận may là hai chuyện khác nhau. Vận mệnh là con số cố định không thể thay đổi, nhưng vận may thì có thể thay đổi. Cách tốt nhất để thúc đẩy vận may là tìm ngũ hành mình thích trong vận số, vận dụng nguyên lý thái cực để tăng cường năng lượng phù hợp với mình. Ví dụ như ăn món mình muốn, dùng màu sắc bạn thích, kết hợp với những người có chung năng lượng. Chỉ cần bạn sử dụng đúng cách thì hiệu quả sẽ rất tốt. 2. Ảnh hưởng của con người. Nhiều người rơi vào nghịch cảnh gặp xui xẻo vì gặp phải người không tử tế, bị người khác liên lụy, trù dập. Đó là lòng đố kỵ. Và chính kẻ ác này mới là kẻ kéo bạn xuống bùn. Có hai cách đối phó với kẻ ác. Một là tránh né, tức là hạ quyết tâm tránh người này, tránh hoàn cảnh này, thay đổi chỗ ở, thay đổi hoàn cảnh để thoát khỏi tổn hại và uy hiếp mà những kẻ này mang đến cho bạn. Nó sẽ dần trở nên tốt hơn. Và khi không thể tránh khỏi, bạn chỉ còn cách là lựa chọn từ bỏ tiền bạc, mỉm cười với bản thân và hóa giải những tổn hại mà kẻ thủ ác mang lại cho bạn. Đừng bao giờ đấu tranh với kẻ ác.
3. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hào quang của hoàn cảnh sẽ có ảnh hưởng đến hào quang của một con người. Nếu hào quang của hoàn cảnh khuếch đại năng lượng của bạn và kìm hãm việc sử dụng năng lượng của bạn, thì nó sẽ sớm có tác dụng ngược đối với bạn, khiến bạn rơi vào nghịch cảnh và sau đó là thất bại chuyên chở. Phổ biến hơn là sau khi chuyển đến nhà mới, trong nhà thường xuyên xảy ra tai nạn, vận may trong gia đình sa sút, làm ăn sa sút. Sau khi thay đổi địa chỉ công ty mới, hãy phân tích môi trường phong thủy xung quanh bạn, từ đó điều chỉnh hoặc thay thế. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm tháng cuối năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.